Xin chào anh chị và bà con quay trở lại kênh chia sẻ thực tế ở nông trại 91. Thì hôm nay mình muốn quay cái video chia sẻ cái thực tế đang xảy ra ở trại mình về vấn đề nuôi máng tôn. Thì nó có một cái nhược điểm rất là lớn khi mà nuôi bằng máng tôn nha mọi người. Thì do là trại mình nó đang tận dụng cái nền mà đã lót gạch men, cho nên là mình không có thể xây gờ được. Và mình đã đóng những cái kệ tôn như thế này rất là nhiều luôn. Thì bây giờ cái nhu cầu cái trứng giống của mình cao á, cho nên là mình phải nuôi để ướt á. Những cái con sâu canxi này ướt á thì nó mới lớn đều và làm giống được á mọi người. Mọi người thấy ở đây không? Thì nó rất là đều với nhau á. Cho nên là khi mà mình nuôi ướt á thì nó xảy ra một cái thực trạng là nó bò á mọi người. Nó bò lên mấy cái thành này mọi người đang thấy ở đằng kia không? Để mình đi qua bên này cho mọi người thấy một cái máng nó đang bò lên. Trời ơi, mọi người thấy ở đằng kia không? Đây nè, ở bên này nè. Đây. Đó. Thì á, nó hoạt động thường thường là trời mưa hoặc là buổi chiều tối á mọi người, thì nó bò ra rất là mạnh luôn. Bây giờ là ban ngày nè, mới có 10 giờ trưa thôi mà nó đã bắt đầu bò đi di chuyển ra ngoài rồi mọi người. Cho nên là mình muốn quay cái video này để cho mọi người á, ai mà đang chuẩn bị mình làm cái máng tôn này thì lưu ý nha. Trời ơi, nó bò ra, nói chung là một đêm là nó bò ra sạch luôn mọi người. Là mình phải nâng cả cái máng tôn này lên rồi mình quét nó. Mà nó bám dưới nền nó rất là phiền luôn, mà mất thời gian lắm, mệt kinh khủng luôn mọi người. Đó, nó bò ra như đằng kia kìa. Nó bò lên, nó bò thẳng ra ngoài luôn á. Cho nên á, là mình nghĩ á, là những cái bạn nào mà muốn làm cái khay tôn này nè, thì nó tiện dụng, rất là tiện lợi luôn. Nhưng mà nếu như mà mọi người nuôi khô á, thì rất là ok, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà nuôi ướt như này nè mọi người. Đó, mình đang nuôi nó. Đây nè, mọi người thấy này, nó nhão nhẹt không? Tại vì bã đậu á mọi người. Mình nuôi nó ướt ướt thì cái con sâu của mình đây nè mọi người, nó to đều ha. Còn khô á, nuôi khô á, thì nó áp dụng cho những cái con gà, con vịt đồ á, nó ăn luôn. To nhỏ gì thì nó vẫn ăn được. Còn làm giống thì mình muốn cho nó kiểu giống như là đều á, đều cái con ruồi của mình á. Cho nên là mình nuôi ướt thì nó ăn được đều hơn. Còn nuôi khô thì có con ăn được, có con không ăn được á, thì nó không có đều con. Cho nên là mình đã nuôi ướt thì nó gặp tình trạng như kia, nó bò ra rất là phiền phức. Thì nếu như anh chị nào mà muốn nuôi bằng cái máng tôn này á, một là anh chị chỉ nuôi khô để cung cấp thương phẩm, để bán cho các trại gà, trại vịt, trại cá rồi thôi, hoặc là cho con vật nuôi của nhà mình ăn. Còn nếu như mọi người muốn làm giống á, thì mọi người nên bẻ cái kiểu giống như là cái ở trên cùng nha mọi người. Mọi người bẻ một cái lai tầm cỡ chừng 2 cm thôi, 2 cm bẻ ngược vô. Thì khi mà nó bò lên thì nó sẽ bị kiểu nó rớt ngược lại ở trong máng mình, chứ nó không có bị bò ra ngoài. Còn đây mình chưa có kinh nghiệm nên mình làm thẳng như vậy luôn, thì nó bò hẳn ra ngoài luôn mọi người. Rồi nó bò xuống dưới đáy tôn á. Trời ơi, rất là khó để bắt tụi nó lên. Phải nâng tất cả lên rồi mới bắt được mọi người. Cho nên rất là phiền. Hoặc là khi mà mọi người làm cái kiểu giống như nó bẻ ngược ra một cái mái 2 cm như vậy á, thì mọi người khi thao tác phải cực kỳ cẩn thận nha. Tại cái tôn này á, là 3,5 cm và nó kiểu dày và nó cứng sắc cực kinh khủng luôn á. Nếu như mà mình đi không cẩn thận mà té là nó sẽ cắt tay cắt chân mình á. Cho nên là khi thao tác là anh chị và bà con là phải lưu ý nha. Còn ở trại mình là giờ mình lỡ rồi mình làm cả loạt khay là như vậy luôn á. Cho nên là những cái khay này á thì chỉ có nuôi khô được thôi. Còn nuôi ướt thì hình như là không được luôn á mọi người. Tại vì á, nếu như mà mình nuôi ướt á thì nó bò ra, một ngày mình phải bắt nó vô 2-3 lần vậy á, rất là mất thời gian luôn. Trong khi đó mình nuôi con này thì cần những cái thời gian nào rảnh rỗi thôi, chứ mình không thể nào chăm nó suốt cả ngày á. Cho nên là mình phải bẻ cái lai nó để cho nó đỡ bị bò ra ngoài nha. Thì đó là cái nhược điểm rất là lớn của cái việc nuôi khay tôn như thế này. Đó mọi người, mình làm rất là nhiều máng tôn ở đây luôn. Ở trại bên kia mình cũng làm máng tôn. Đó, cho nên là nó gặp rất là nhiều
khó khăn khi mà cái con này nó bò ra, cho nên là mình muốn quay cái video để chia sẻ với bà con tránh mắc phải. Khi mà làm cái khay tôn này thì mọi người nên làm thêm một cái lề bẻ ngược vô để cho nó khỏi bò ra ngoài nha. Và nếu như mọi người thấy những video chia sẻ thực tế ở trại mình hữu ích thì mọi người có thể nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ trại mình ra nhiều video chia sẻ hơn, để cho mọi người có thể coi và có thể tham khảo nhiều hơn ha. Hẹn gặp lại mọi người những video sau nha.